Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy quét 1D có dây của hãng Opticon, có model đó là OPL6845S. Thì đây là một dòng máy quét và nó có thể quét rất nhiều loại mã code 1D khác nhau. Thì theo như đánh giá sơ bộ ban đầu thì đây là dòng máy quét với thiết kế hiện đại đẹp mắt, đi kèm với đó là khả năng quét những mã 1D rất là nhanh nhạy và hiệu quả. Thì để đi vào chi tiết và quét thử, mọi người hãy cùng em khám phá. Đấy, thì đầu tiên em sẽ mở hộp ra cho mọi người xem về bên trong nó có những cái linh kiện phụ kiện hoặc là có những gì đi kèm ha. Đây, đi những cái phủ bên ngoài trước ha. Đầu tiên thì đây là một cái quyển manual guide, đây cái hướng dẫn cho mình cái cách kết nối rồi cách quét mã như thế nào cho nó đúng cách. Đây, quyển sổ hướng dẫn nha mọi người, lắp đặt thế nào rồi cái cách khi mà để lên chân đế là hướng như thế nào để quét cho nó đúng cách nha. Đây, nó cũng sơ bộ một số cái thông tin cần để hướng dẫn mình có thể là sử dụng được tốt hơn ha. Bên này là hướng dẫn cho mình cách lắp đặt, tại vì trong này nó có thêm cái chân đế nữa thì mình có thể đặt lên chân đế. Đây, cái này là hướng dẫn cho mình lắp chân đế đó, tiếng Nhật hoặc là tiếng Anh ha, nó có hai bản, là bước 1, bước 2, bước 3. Rồi chúng ta đi có một tí thì tiếp. Đây, đầu tiên là những cái máy này nó có chân đế nên em giới thiệu cái chân đế trước ha. Cái chân đế là những cái chi tiết rời như thế này, nó có cái hướng dẫn để mà mình lắp đặt. Thế đầu tiên thì nhìn tổng quan cái chân đế này nó khá là gọn này, khá là gọn và thiết kế cũng khá bắt mắt nhá. Mình có thể xem nào. Đây là ba bộ phận của chân đế, thì lát nữa em sẽ lắp ráp lại cho mình xem, tại vì nó có hướng dẫn mà thì lắp dễ chứ không khó đâu mà. Rồi bây giờ chi tiết của chiếc máy này, thì đây là cái bộ phận mà cái thành phần mà em muốn giới thiệu nhất cho mọi người ha. Thì đây là chiếc máy Opticon, mọi người có thể xem qua ha. Đó, đầu tiên thì theo đánh giá ngoại quan ban đầu thì nó khá là nhỏ gọn này. Đây, cái nút nhấn ở phía bên dưới rất là tiện tay cho mình cầm, mình cầm này. Phía trên này đây là cái đèn led này để nó báo tín hiệu đọc được hay chưa đọc được hay những cái lỗi. Đây là dây kết nối bằng cổng kết nối USB, mọi người có thể xem. Đây, cổng kết nối USB ha. Màu nó màu đen, hình dạng bên ngoài khá là đẹp mắt, mọi người có thể nhìn qua đó. Thì đây là những cái ấn tượng ban đầu của cái dòng máy này, thì thiết kế khá là hiện đại và đẹp mắt đó. Nút nhấn ở bên dưới cầm rất là tiện tay, tiện lợi, rất là thuận tay. Cổng kết nối USB. Đây thì trên bàn em đây là các cái thành phần của cái chân đế, thì bây giờ em sẽ tiến hành lắp lại và test thử cho mọi người xem về khả năng đọc của cái chiếc máy này ha. Đầu tiên để mà lắp đặt chân đế, mọi người thấy là các bộ phận của nó đây nè. Đây thì mình nó có cái lỗ này, mình bỏ vào ha, để vào khá là nhẹ nhàng chứ không quá nữa ha. Đây thì mọi người sau đó thì đây là cái chân giữ dưới này, mọi người lắp vào này đó, mình lắp vào, lắp xong như vậy là đã lắp xong ha. Thì cái chiếc máy quét thì mình sẽ đặt lên đây, mọi người đặt xuống này, đặt theo chiều thế này. Phía bên hông này mọi người xem, cái này nó có cái núm để mình có thể là điều chỉnh cái góc của máy quét đó. Mọi người muốn chú xuống nhiều hơn thì mình chú xuống, sau đó mình khóa nó lại, nó cứng. Mọi người muốn mở nó lên, nghiêng nó cao lên gì đó, tại vì cái này nó khá là tiền để cho mình một điểm cộng cho chiếc máy này ha. Đó, mọi người có thể là siết nó lại, đó, nó cứng lại như vậy. Sau đó thì mình kết nối với máy tính đó, tại vì đây là dòng máy kết nối cổng qua cổng USB, nên thành ra là mình kết nối với máy tính cắm qua cổng USB, nó máy tính tự nhiên, mình không cần phải cài đặt cái cấu hình gì cả ha. Thì đầu tiên thì em sẽ test thử chưa xài chân đế ha. Khi mọi người phát cắm chân đế thì nó sẽ tự động phát tiêm, còn nếu mà mọi người không thì mình sẽ sử dụng cái này và mình quét ra. Thì đây đã có một số bảo mật, đây bảo mật quét trên hộp luôn này, cái nút nhấn phía dưới này, đây mọi người thấy tia laser khá là nhảy à. Đây để em cho mọi người xem cái tia trước, cái tia đó ở đây này, cái khoảng đây mọi người có thể xem cái tia đó ở đây ha. Khi mà mình đưa vô đúng bảo thì nó quét này đó, mọi người nghe tiếng tít không, tiếng tít và đèn trên này sáng, cái dữ liệu nó hiển thị lên trên này đó, mọi người thấy à, nó quét khá là nhanh này. Đây là cái mã EA13 đó, ví dụ như lên trên này thì những cái cốt khác ở trên này ha, đó thì khả năng đó, cái cốt nhỏ phía bên này em quét cái cốt nhỏ bên này này. Rồi ví dụ như có một số mã vật khác ở đây, đây là dòng máy quét 1D nha mọi người. Đây là sử dụng tia laser nên nó quét cái tốc độ quét của nó là tới 100 lần quét trên một giây. Đây. Cái quét nó khá là nhảy này.
Còn cái bảo mật này ví dụ như thử làm cho nó hư hỏng đi. Đó, cho cái bảo vào cho nó hư hỏng. Đó, người thấy không? Nó một cái độ tàu khá là tốt nè. Mình chỉ cần mình đưa cái tia laser nó đúng vào cái trọng tâm của cái chiếc máy của cái bảo vật. Rồi quét sau khi có thì nó có tiếng bíp báo hiệu và cái đèn trên đèn giấy đây. Đó, cái nút nhấn ở phía bên dưới mình cầm khá là tiện. Thì đây là những cái đó, một số cái đây em có một số cái cốt màu ở đây thì em sẽ có thể lấy một số cốt màu để xem thử cái khả năng đọc cái cốt màu nó có ổn không nào. Đây mọi người có thể thấy là khả năng đọc cốt màu của nó tốt nhá. Đây là cái màu màu vàng này, cái nền đó là nền đen này. Đấy, em thử xem một cái số màu khác ở đây nhá. Đây thì cốt này cốt màu luôn nhá. Cốt loại đây, cốt màu xanh đây. Đây, một số cốt đây, đây một số cái cốt màu đó, mọi người lựa thêm một số cốt khác đó. Thì đây là cái cốt 1D mà nó giảm giảm cái độ sáng của cái cốt đấy, ví dụ như độ sáng của nó 100%, nghĩa là cái màu đó, màu màu đen của nó người ta giảm cái độ sáng đó. Nó là đọc tốt này, đó, mọi người thấy không? Đó. Em đọc cả ba cốt rồi, mọi người thấy cái tia laser không? Theo đánh giá thì cái cốt này đọc khá là tốt ha. Còn những cái này thì những cái cốt màu đen, những cốt màu khác, những cái cốt nghiêng này, thì mình thử cốt nghiêng là cốt nghiêng ngủ mà bỏ qua cốt nghiêng nha. Thế được rồi nhỉ? Em thấy cốt màu là được. Thì ngoài việc cầm tay để quét, chứ lúc này em cầm em bóp cái cò ở phía bên dưới này để quét cái mã vạch, thì mình có thể đặt lên nhân đế để thực hiện cái chế độ quét rửa tay, có nghĩa là nó sẽ tự động phát cái tia laser ở đây, mình đưa chỉ cần đưa đúng cái mặt hàng hoặc là cái sản phẩm của biệt qua thì nó sẽ tự động đọc. Đây mọi người thấy không, đó đưa qua rất là đọc này, đó đó đưa qua rất là dày không. Mình có thể là mình và mình có thể thêm chế độ rửa tay như lúc đầu em nói, mình có thể điều chỉnh cái góc này để làm sao mình đưa cái hàng hóa làm sao cho nó tiền nhất và thuận thuận tiện cái tay bên nhất đó, mọi người thấy không, cái tip đó là nó đọc được ấy, để nó sẽ nó tự phát cái tia ra đó, nó tự phát cái tia ra khi mà mình đặt lên chân đế, mình không cần bấm cò đưa qua đó, đưa vào đúng cái công đó. Ở đây nó có đây để em lật mặt luôn nha, ở đây mình thấy không? Đây, nó có một cái điểm chấm ở đây này, chấm nhỏ ở đây để mình có thể xác định cái vị trí của cái tia laser. Thì ban đầu tia laser nó sẽ tự động tắt khi mà có vật qua thì nó sẽ tự động sáng cái tia laser lên để nó đọc. Đây là cái chế độ quét rửa tay khi dùng chân đế. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về một số tính năng cũng như thông số và quét thử cho mọi người xem về cái khả năng đọc mã vạch 1D của chiếc máy quét Opticon 1 OPL6845S này. Thì nó có thể đọc rất nhiều cái loại cốt 1D khác nhau, từ cốt EA, cốt 128 hay cốt 39 hay rất nhiều. Và những cái cốt mà nó có những cái màu sắc khác nhau thì chiếc máy này nó cũng có thể là xử lý được. Mọi người có thể thấy là thì đây là cái bản tiêu chuẩn của nó cổng USB. Ngoài ra thì mọi người có thể lựa chọn phiên bản cổng RS232. Thì em cung cấp thêm một số thông tin, thì chiếc máy này nó có tiêu chuẩn công nghiệp đó là IP42. Nó có khả năng chịu va đập và đổ rơi đất từ khoảng cách đó là 1.5 mét xuống sàn bê tông nha mọi người. Thì để được tư vấn thêm hoặc là liên hệ đặt hàng thì mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.